Series 2025 đã xuất hiện rồi. Mọi người đã biết thay đổi gì chưa? Hãy cùng mình tìm hiểu nha. Hello, xin chào mọi người đã quay lại với kênh Minh Lâm Mô Tô và mình là Ý Trần. Hiện tại kế bên mình đây là Series 2025 ở phiên bản phun xăng điện tử FI và phiên bản bánh mâm đã xuất hiện màu mới. Và hiện tại thì các phiên bản màu này đã có sẵn tại Minh Long ở quận 12 rồi, nên mọi người có thể đến cửa hàng để mọi người coi thử ha. Thứ nhất là phiên bản màu đen nhám, cái thứ hai là phiên bản màu bạc và thứ ba là phiên bản màu xám. Màu xám này thì thiết kế kiểu dạng xám xi măng á, nhưng mà nó đậm đậm hơn tí xíu chứ không phải nó sáng đâu nha. Với phiên bản màu xám xi măng này được kết hợp với là màu đen, mà màu xám xi măng thì màu là đen bóng. Ok, còn bây giờ mình sẽ tìm hiểu về Series 2025. Với phiên bản Series FI á, thì nó đã quá nổi tiếng với người Việt Nam rồi đúng không? Với thiết kế là trung tính nè, ai đi cũng được hết, trẻ hay là người lớn tuổi đi vẫn được. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm, giá thành thì nó rẻ rồi. Ngoài ra còn tiết kiệm nhiên liệu nữa, với động cơ 115cc mà đâu đó tầm khoảng 1,65 lít trên 100km thôi. Thì với giá xăng dù cao hay thấp thì các bạn cũng không cần lo, tại vì xe này đi rất là tiết kiệm rồi. Cái thứ ba nữa là về chế độ bảo trì bảo dưỡng, bảo hành có nè. Và chế độ bảo trì bảo dưỡng xe này á, mình bỏ hàng tháng ra để mình nuôi xe thì cũng dễ, hầu như là mua xe về mình chỉ thay nhớt thôi. Còn những cái thay như là nhông sinh dĩa hay là thay bố thắng thì nó lâu, nó tầm khoảng trên 60.000 thì mình mới cần thay thôi. Nên cái chiếc xe Sirius này á, rất được nhiều anh chạy xe ôm công nghệ rất là yêu thích ha. Còn ngoài ra các bạn mà muốn chạy đi học hay đi làm trong phố để tiết kiệm thì có thể chọn phiên bản này. Ok, bây giờ mình sẽ tìm hiểu phiên bản mới. Đầu tiên thì với thiết kế của Series FI 2025 phiên bản GC thì chúng ta vẫn có thiết kế là đèn halogen ha. Ở phía trước như thế này, hai xi nhan thì chúng ta sẽ được ôm sát vào mặt nạ luôn. Cái phần mặt nạ ở phía trong này, những cái phiên bản màu nhám á, thì màu chủ đạo thì nó màu nhám, nhưng mà phần viền màu đen như thế này nè, nó vẫn được làm bóng nha mọi người. Đó, kèm theo ở phiên bản 2025 RC này thì chúng ta sẽ có hai bên là cái tem nhỏ ở phần trước mặt nạ. Nó sẽ thể hiện cái phiên bản tên luôn, RC Edition, phiên bản đặc biệt ha. Kế bên đây thì chúng ta sẽ có hai cái tem chìm như thế này. Và về phần trước thì chúng ta, đây là phiên bản bánh mâm, nên cái phần dàn chân ở phía trước chúng ta sẽ có thân đĩa, kèm phía trong là chúng ta tất nhiên sẽ có bánh mâm rồi, mâm hình ngôi sao, và chúng ta sẽ có heo một bít ở phía trước. Ở phía sau thì chúng ta vẫn là thắng đùm thôi. Ok, tiếp theo thì chúng ta nhìn ở trên phía đồng hồ của xe. Ở phía đồng hồ của Sirius GC 2025 hiện bây giờ thì đã làm cái giao diện nó trực quan hơn, dễ nhìn hơn khi mà chúng ta đi vào ban đêm hay là chúng ta đi vào điều kiện thiếu ánh sáng. Ở bên trái thì chúng ta sẽ có những cái đèn cũng như là hiển thị số á, như là số 1, số 2, số 3, số 4 khi mọi người di chuyển á. Và ngoài ra thì những cái số này chúng ta sẽ có đèn nữa, đèn ở dưới nó hiện lên khi mà chúng ta đi vào ban đêm thì chúng ta sẽ dễ quan sát hơn. Nói về những cái mẫu xe số thì hầu như về cái chức năng cốp á, thì nó sẽ được tối giản lại. Nhưng mà mình cảm thấy Sirius FI á, thì nó vẫn đủ không gian để chúng ta đựng hai cái nón bảo hiểm dưới đây ha, hai bảo hiểm nửa đầu. Và ngoài ra chúng ta vẫn đựng được áo mưa nè, hoặc là áo khoác. Nói chung là không gian cốp trong cái phần xe số thì Sirius FI chúng ta cũng vừa đủ. Kèm theo đó thì cái điểm mà mình thích nhất ở trên Sirius FI này đó chính là cái phần ổ khóa. Tuy là không được trang bị khóa thông minh, tất nhiên rồi, những cái mẫu xe số bây giờ hiện tại là chưa được trang bị thông minh, trừ những cái xe tay côn cao cấp thôi. Thì những cái mẫu xe số như là Sirius này vẫn xài chìa khóa chia đó. Nhưng đặc biệt ở đây á, là cái ổ khóa này sẽ tích hợp nhiều chức năng, như là chúng ta khóa cổ hay là mở cốp, hay rồi chúng ta khởi động điện thì chúng ta sẽ được tích hợp vào trong đây luôn. Và chúng ta muốn bảo vệ để không có kẻ xấu chúng ta bẻ ổ khóa thì chúng ta chỉ cần nhấn một cái nút bên trái này thôi, thì lập tức thì ổ khóa chúng ta sẽ có một cái màn
sắt để chúng ta bảo vệ lại an toàn hơn. Và chia sẻ riêng một tí xíu về cái động cơ của Sirius 115 này á, thì so với những cái mẫu xe số mình đã chạy thì Sirius 115 này có đặc biệt một xíu là nó sẽ có số móc. Với những cái mẫu xe số thông thường á, các bạn chạy thì các bạn chỉ có dặm tới hoặc là chúng ta dặm lùi thôi đúng không? Còn ở Sirius này nó sẽ làm tí xíu kiểu dạng thể thao hơn tí xíu các bạn. Chúng ta có thể dặm xuống hoặc là chúng ta có thể móc lên ở cần số phía trước. Nên cái phần cần số trước này nó làm theo kiểu dạng tròn. Đó, nó sẽ có một cái cao su tròn như thế này. Đó các bạn. Chúng ta hãy nhìn nghiêng về phía Sirius FI 2025 tí xíu thì chúng ta sẽ có ở phiên bản GC. Phần hông này chúng ta sẽ được tô điểm bằng một cái tem GC được dập nổi. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có cái tem Sirius nhìn khá là bắt mắt, rất là thể thao. Ở phiên bản màu xám xi măng thì chúng ta sẽ có cái phục màu khác nữa. Chúng ta sẽ có cái phục màu đỏ thay vì là màu đen giống như là phiên bản màu bạc và màu đen nhám. Thì ở phiên bản màu xám xi măng chúng ta sẽ có những cái viền màu đỏ nhìn cực thể thao luôn. Đi kèm theo chúng ta sẽ có cái lò xo màu đỏ dưới đây nữa. Và tiếp theo mà để điều khiển được Sirius FI 2025 này thì nó cũng rất là thông dụng. Người trẻ điều khiển cũng được hoặc là người cao tuổi vẫn điều khiển được. Tại vì cái thiết kế nó khá là gọn. Đầu tiên khá là gọn để chúng ta có thể dễ linh hoạt di chuyển trong phố. Cái thứ hai là chiều cơ yên chỉ có 775mm thôi, thì ước tầm đâu đó tầm khoảng 1m6 là có thể dễ dàng lên và chống chân được rồi. Hiện tại mình đang là 1m, mình ngồi thử cho mọi người coi ha. Hiện tại là mình đang 1m7 để mình ngồi thử cho mọi người coi. Đây, cái phần mà chống chân của mình đó, cái đầu gối mình gặp lại được luôn nè mọi người. Đó, và cái khối lượng của xe này đâu đó chỉ tầm khoảng 98kg là đã đầy nhớt và đầy xăng. Nếu mà chúng ta trừ đi cái dung tích nhớt cũng như là khối lượng xăng, khối lượng xăng đầy bình này là 4 lít thì đâu đó tầm khoảng 95kg. Đó, 95kg hoặc là 94kg à. Mọi người có thể dễ dàng chúng ta điều khiển mẫu xe này đi linh hoạt trong phố, đi đông cao nè, đi đường xa cũng rất là thoải mái và tiết kiệm nhiên liệu. Và trên đây là những cái cập nhật mới nhất về Sirius 2025 phiên bản GC mà ở trên web chưa có. Nếu mọi người thắc mắc về mức giá cũng như là muốn ra để xem tận mắt cái mẫu xe này như thế nào về các phiên bản màu thì có thể đến Minh Long quận 12 ha mọi người. Bên mình đang có trưng bày sẵn để cho mọi người có thể tham quan. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe cho Minh Long Auto. Khi mà có những cái dòng xe mới như thế này thì mọi người sẽ không có bị bỏ lỡ và có sẽ nhận thông báo sớm nhất nha. Xin chào, hẹn gặp lại.